Ok, hôm nay anh em, chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Hôm nay thì không có chơi game đâu. Chủ yếu là chia sẻ cho anh em một số cái thủ thuật tips chích dành cho những cái người mới bắt đầu chơi Fan World. Thì cũng có thể anh em đã chơi một thời gian rồi nhưng mà bỏ sót nhiều thứ. Nên hôm nay thì làm cái video chia sẻ cho anh em tí. Thì cuối video thì tôi sẽ bắt đầu với một giveaway luôn. Để mà lâu quá thì chưa có giveaway cho anh em nên cũng tranh thủ làm luôn. Bây giờ vô game đó. Con Fan World này á, trước khi bắt đầu trò chơi thì anh em lưu ý à, nó hiện tại có hai bản. Một bản của Steam và một bản trên Xbox PC Game Pass riêng. Thì tôi vẫn khuyến khích anh em chơi cái bản trên Steam đi. Tại vì trên PC Game Pass thì mình không thể chơi được cái server multiplayer nào. Thì ngoài ra nó còn cái phiên bản trên mà PC Game Pass chỉ là phiên bản 1.0 thôi. Ở thời điểm tôi đăng cái video này nha. Nên tốt nhất thì anh em có thể cứ vô cái phiên bản trên Steam đi. Setting đầu tiên anh em cần quan tâm là cái đồ họa như thế này. Cái này dành cho máy yếu nha, còn anh em máy khủng quá thì cứ mà kiếp qua luôn đi. Cái mục là game setting, nó có cái test gate để mà chạy là on hay off á. Thực ra phiên anh em á, cái này nó đang bị lỗi, anh em nên để off đi. Anh em vào anh em giữ cái nút chạy khoảng 2-3 giây, sau đó buông ra là tự động chạy luôn. Còn mà nếu như anh em on á, anh em bấm một lần thì nó sẽ tự động là chạy nhanh luôn, không cần phải giữ nữa. Nhưng mà hiện tại cái tính năng này nó đang lỗi. Nên khuyến khích anh em làm cái này. Thì anh em cũng có thể là mở hoặc là chat. Cái này thì anh em trên multiplayer nên là lưu ý thôi thêm. Tại vì server bây giờ nó cũng toxic xích lắm. Cái phần graphic thì cũng khá quan trọng nè. Max FPS anh em nên để theo cái màn hình của mình. Vsync với Molten Lair anh em nên đọc nha. Con game này Unreal Engine nhưng mà cái Vsync nó làm thì thực sự là rất tệ luôn. Chắc là những cái Unreal Engine phiên bản cũ á. Molten Lair nếu anh em nhìn thấy chóng mặt thì nên đọc cái này đi. Còn cái này khử gân cưa. Coi con mắt anh em phụ thuộc thích cái nào á, anh em thì có thể bật tắt. Một số người á thì nói nó bị mờ do cái khử gân cưa nên anh em có thể thử qua bốn cái à. Cái này là cái phản tầm nhìn, khi cái này nhìn rộng quá thì nó sẽ lót mắm rất là lâu. Máy yếu anh em rất là dễ bị mà tụt khung hình hoặc là crash luôn. Tuy nhiên anh em bay trên trời á, muốn nhìn cái cảnh rộng ở phía xa đẹp đẹp á thì nên để cao lên. Còn cái này là chi tiết cái mặt cỏ, game này thì cỏ nhiều lắm, anh em cứ để nó thử mắt là được. Bóng thì khuyến khích anh em nên để medium thôi. Trong anh Guild Ennea cũng như hầu hết mấy cái mà suộc Ennea khác á, cái bóng nó rất là nặng nha. Nhất là với con game thế giới mở như thế này nữa thì cái bóng nó là sẽ chiếm tài nguyên rất là nhiều. Cái hiệu ứng này thì khi anh em mà giao tranh combat nó mới hiển thị nhiều thôi, còn lại cơ bản thì nó rất ít, như là đánh lửa nước đồ á thì nó cũng ít. Cái mà texture này á, nên em nên để mức cao nhất để cho nhìn nó thuận mắt. Anh em nào xài card xanh thì có thể bật cái DLR nó ít, tuy nhiên nếu card quá mạnh á thì không nên bật nhiều. FOV thì anh em có thể là tùy chỉnh theo ý mình, 90 là theo tôi là ổn áp nhất đó. Cái FOV này cũng là trải nghiệm đến cái thị giác của mình đó nha. Tầm nhìn rộng quá anh em sẽ nhìn được cái khoảng cách xa hơn, tuy nhiên nhìn gần nó lại khó. Cái gung màn hình này tốt nhất anh em nên để ọp đi. Cái này dạng như cái camera nó sẽ gắn vào đầu nhân vật, anh em sẽ thấy cái gung 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 rất là nhiều, nhất là khi giao tranh hay hiệu ứng gì đó. Cái này là khi mình cưỡi thú nó sẽ là có khoảng cách bao xa, cái góc nhìn mình cưỡi thú bao xa, gần quá thì anh em sẽ khó cưỡi. Cái này thì tùy thuộc vào anh em chỉnh bao nhiêu với mà cái FOV của anh em nữa nha. Rồi đến khi vào game á, anh em sẽ thấy cái này. Khi anh em tạo một thế giới mới á, nó sẽ có là bốn cái tùy chọn: casual, normal, hard với kích tầm. Thì thực ra cái kích tầm này anh em cứ kệ nó đi, không quan tâm nó cũng được. Thì tùy cái mà lối chơi của anh em muốn chọn cái nào cũng được. Tuy nhiên thì nên bắt đầu với cái normal rồi mình chỉnh mấy cái này. Thì toàn bộ những cái setting này nó đều ảnh hưởng đến cái trò chơi của anh em nên lưu ý cẩn thận. Đây, tôi sẽ bật cái này là nốt lại cho anh em dễ nhìn. Nhìn ra, nốt lại. Đầu tiên là cái setting server nha. Nó có hai cái độ dài ngày và đêm. Anh em muốn bắt Pokemon dạng đêm á, anh em nên kéo cái này lên. Thì trong một vài trường hợp á, anh em có thể bắt ra cái menu, kéo cái thanh này dài lên, sau đó vào trong game đi bắt mấy con thuộc tính mà thì bóng tối. Còn cái FPS này là cái tỷ lệ scan kinh nghiệm, giống như anh em mà có thể thăng cấp nhanh bao nhiêu á. Nếu anh em chơi một mình nha, khuyến khích anh em nên để ở mức 2 hoặc là 3, trong cái phạm vi 2 3 thôi. Anh em mà muốn good game nhanh á thì có thể để trong mức móc 5 đến 10. Còn như thế này thì nó lên cấp nhanh lắm, lúc đó thì anh em là sẽ bị chóng luôn, tại quá nhiều cái thông tin mới nó lên liên tục. Thì khuyến khích vẫn là anh em để ở mức 2 đến 3 thôi để trải nghiệm game cho nó tốt. Còn nếu như chơi mà một mình ngán cày cuốc quá thì nên để là 5. Cái này là fan cap target, là anh em có thể bắt được tỷ lệ bắt con thú bao nhiêu á. Thực ra cái này thì tôi thấy nó chênh lệch nhưng mà không có nhiều, độ khó thì nó vẫn khó thôi.
anh em có thể chọi thêm nhiều quả cầu liên tục cho đến khi nào dính thôi cũng được. Nên thành ra tỷ lệ này anh em để ở mức giữa giữa như thế này. Nếu anh em muốn trải nghiệm tốt hơn thì anh em có thể để về một chấm giữ quyền mặc định. Còn cái này là những cái con phone nó sẽ xuất hiện trên đúng màn hình, nó ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu năng con game cũng như cái gameplay anh em luôn. Ví dụ anh em đi giữa đường thấy một con ma mút thì ở đây nó số 1, anh em kéo cái này lên 2 hoặc là 3, thì từ một con ma mút đó nó sẽ xuất hiện thêm 2 đến 3 con ma mút nữa, tức là cái hiệu ứng bầy đàn á, tức là một đàn thi thoảng nó có một con, anh em kéo lên 3 thì nó sẽ thành 3 con. Nên tốt nhất là để 1,5 thôi nếu anh em muốn đông vui, còn anh em muốn chơi bình thường thì cứ để một như cũ. Cái này thì lượng đam gây ra bởi những con phone đâm đến và đâm vào, khuyến khích anh em để một những cái thứ liên quan đến đam đi, đừng có nên chỉnh đây nè, tại vì anh em chỉnh cao quá hoặc là thấp quá cả người chơi lẫn con phone luôn, thì khi con phone anh em đánh vô con phone khác để thì nó sốc đam cái chết luôn, anh em không tâm được. Ngược lại thì đánh hoài nó không có lóc cũng không có tâm được luôn, nó không bị yếu. Còn cái thuộc tính đói này của con phone là với stamina nè, khuyên anh em để càng thấp thì mình càng có lợi, để càng cao thì mình càng mệt. Thì khi con phone nó đói á, nó sẽ đòi ăn, mình để mức thấp á, thì nó sẽ đòi ít đồ ăn hơn, nó lâu đói hơn nên nó ăn ít hơn. Lúc đó mình đỡ lo cái chuyện thực phẩm cho mình cho nó chứ. Cái này là chuyện lo thực phẩm cho mình thì cũng tương tự như con phone như thôi. Khuyến khích anh em để từ cái mức 0,5 đến 0,7 nếu như muốn chơi nhẹ nhàng. Còn để một thì chơi bình thường. Stamina thì nó cũng giống như laser chúng ta ở cái dòng này nè. Thì cả người và thú khi làm việc đó, nó sẽ tiêu tốn một lượng stamina, hết stamina thì sẽ phải nghỉ ngơi đi hồi sức làm cái gì đó. Thì anh em để cái này thấp á thì anh em càng mất sức ít hơn, mất sức ít hơn đồng nghĩa đến việc là mình có thể làm nhiều việc hơn đó, nên anh em có thể để mức thấp thì mình có lợi, nhưng mà thấp quá thì nó bất công lắm, anh em cảm giác xài hoài không hết stamina luôn, nên tốt nhất là để ở mức 0,7 này thôi hoặc là đến 1, để thấp quá thì mất hay. Còn cái này khi ngủ hồi máu hoặc là tỷ lệ hồi máu anh em thích thì tăng lên cho nó dễ hơn tí cũng được, nhưng mà đừng nên tăng nhiều quá đó. Thì đây là cũng gì luôn đây nè, cái đam này nên giữ nguyên một, còn hai cái hồi máu của laser với của cái kia đó, anh em mất máu nhiều quá anh em về giường, về cái vườn của mình đó, khu cái nhưng mà cái giường của mình trong cái bay ngủ giấc là nó đầy máu lại thôi. Còn cái này là cái tỷ lệ mà quỷ của cái này, những cái liên quan đến đam hay là cái công trình đó, anh em nên để nguyên một. Thực ra con game này nó bị ghét á, cái thuộc tính ghét nè, nó không có ảnh hưởng nhiều đâu, nên cứ để một đi, sau này anh em xây cái tường bo đầu bọc vô cũng được nữa. Còn cái này là số lượng vật phẩm nó rớt trên thế giới, anh em nên nếu như muốn mà đi bắt gặp nhiều á nên để 5, còn bình thường thì 3 đến 4 là được rồi. Cái này là thu nhập vật phẩm gấp mấy lần, giống như anh em đi giữa đường á, như cái đầu tiên nè, anh em đi giữa đường á, tỷ lệ xuất hiện cái cục đá nó bao nhiêu, cái rễ cây nó bao nhiêu thì từ 3 đến 5. Thì khuyến khích anh em để ở mức 4 là nó đủ nhiều rồi, mức 5 thì nó rất nhiều. Nhưng anh em đi giữa đường lâu lâu gặp cái cục đá, cục quặng hay là cái cây gì anh em nhặt đó, là nó là cái này. Còn anh em nhặt cái cục đá hay là cái cây nó lên bao nhiêu á, anh em nhặt một cục đá nó hiện một thì anh em setting một. Anh em setting 3 anh em nhặt cục đá nó sẽ ra 3 cục. Coi như là gấp nhiều lần đó. Thì cái này cũng tính luôn cái chuyện nhặt này thì cũng tính gần như là farm luôn đó nha. Nó này gọi chung là thu nhập. Như anh em chặt vô cái cây á, nó lên lần một gỗ thì anh em chỉnh lên 3 thì nó sẽ lên 3 gỗ. Anh em mà chơi ha hoặc là muốn farm nhiều đúng kiểu nông dân luôn thì để mặc định, còn anh em chơi một mình nó khuyến khích lên để 2 ngập, tại vì anh em sau này đi làm việc nhiều nó mệt lắm, chặt đá đập đá với nhưng mà trồng cây á, trồng đá với chặt cây luôn nè. Cái này thì cái số lượng máu của vật thể, ví dụ cái cây là 50 máu, anh em chặt 50 lần, mỗi lần một cây thì anh em được 50 cây, anh em kéo cái này lên 2 lần thì cái cây nó sẽ thành 100 máu, lúc đó anh em phải chặt 100 lần vô cái cây thì cái cây nó mới gãy, thì tất nhiên lúc đó anh em cũng thu được 100 gỗ à đó, nên hai cái này nó sẽ tỷ lệ với nhau. Cái này dạng như là sức bền của cái vật thể, còn cái này là thời gian cái vật thể xuất hiện lại. Cái này tính luôn là cả gương rồi nha, cả gương đá lẫn là trứng đó. Anh em để thấp á, thì nó sẽ xuất hiện nhanh hơn rất nhiều, anh em để quá cao á, thì rất là lâu nó mới hồi lại. Như trước nhà anh em có một cái gừng cây hay là cục đá gì đó, anh em khai thác xong khoảng 1-2 hôm sau ngủ dậy thì thấy nó xuất hiện lại thì nó là cái tỷ lệ get vào đó. Anh em để càng càng thấp á, thì nó ra càng nhanh, để cao thì nó ra lâu. Cả cái gương trong game này các gương đầu nó cũng hồi lên nữa, nên anh em để thấp anh em có thể mở gương hoặc là nhặt trứng rất là nhiều lần đó, nên anh em để tầm 0,7 là cũng được. Cái này là gớt vật thể bao nhiêu lần thì nó cũng như cái trên thôi, anh em cứ tăng lên càng cao càng tốt, thì tốt quá thì cũng không lên đâu, tốt nhất là để 2, mấy cái này để 2 là vừa.
Nếu anh em chơi một mình nha, anh em chơi có bạn bè nào nữa thì để 1 1 rưỡi tùy theo số người chơi. Co-op với nhau á, thì từ 1 đến 4 người. Còn anh em chơi server chung á, thì họ sẽ tin mặc định lên ở 1. Server chung anh em có thể chơi được đến 32 người lận. Cái này là sự kiện công nhà nè. Hiện tại con game đang giai đoạn Early Access nên nó rất là dễ gánh luôn. Anh em công nhà mà hiệu ứng quá trời là nó gánh game liên tục á. Nếu anh em bị cái trường hợp mà gánh game trong lúc mà bị ghét á, thì nó đọc nha. Cái này là trừng phạt khi chết, nó có 4 cái. Này em muốn dễ nhất thì không gớt gì cả. Tôi thì khuyến khích để như này, chỉ gớt một số đồ trong ba lô mình thôi, còn cái đồ mình đeo trên người thì không gớt. Thì thực ra thì nó cũng gớt hết mấy cái trang bị quý của em mà, cái anh em đeo trên người thì nó chả bao nhiêu cả. Cái này là gớt tất cả luôn, tức là từ người đến mà trong ba lô gớt hết. Còn cái này là gớt vào xong mà mấy con phone của anh em cũng gớt rồi luôn nha, anh em phải đi nhặt lại cả mấy con phone luôn á. Nên anh em muốn dễ á, thì khuyến khích cái này, còn muốn khó thì cái thích này. Thì rớt ra mình vẫn có thể nhặt lên được ha, nó không mất luôn đâu. Nên anh em mà muốn khó thì để cái này cũng được. Còn cái này anh liên quan đến việc anh em chơi mà online hoặc là co-op với bạn bè, cái này khuyến khích là nên để mức giữa giữa đi. Cái này working những con mà phone sẽ working trong bay mình, nên để tối đa nha. Tại sau này anh em lên cấp cao anh em có nhiều phone lắm. Đó, sau khi tạo server xong thì anh em cứ ok để vô game. Còn đây, xong cái phần setting server rồi. Khi vào game thì anh em sẽ làm quen với game thì chúng ta qua cái mới. Đó là xác định cái vị trí mình xây cái bay giá đâu. Sao mà cái này nó lại chết lỗi chính tả nữa. Đây là cái server tôi chơi mấy ngày thôi, tự quyết tầm. Là cái phần mà setting server nãy tôi có thể chia sẻ cho anh em cái file shape luôn cũng được đó. Cái vị trí mình xây bay á, mới vô xây bay á, tất cả nó sẽ xoay quanh cái bàn này của mình. Đây là cái bàn này nè, nó có tên là cái phone book, nên bấm B vô là thấy liền nó là cái này. Thì mình đặt cái này ở đâu á thì coi như cái vòng xung quanh nó sẽ là cái bay của mình luôn. Đây, để bay lên cho anh em dễ nhìn đó. Anh em thấy cái giờ viền xung quanh không, đó là diện tích của cái bay mình đó. Nên cái việc chọn chỗ đầu tiên để anh em xây cái bay nó rất quan trọng nha. Vì anh em xây trên đây nè, sau một thời gian là hết chỗ xây xây nhà, hết chỗ xây mấy cái công trình, cuối cùng là tông luôn, không có chỗ phát triển nữa. Nên anh em chọn vị trí á, bấm M lên, nhìn trên bản đồ mấy cái vùng nào nó trống trống, nó bằng phẳng á, sẽ hiển thị như thế này. Ở đây có vị trí xây cũng rất là đẹp nè, đây cũng vậy luôn, có rất là nhiều chỗ. Bên này cũng có một số cái vùng như thế này để anh em xây thoải mái đó. Nói chung là mấy cái vùng dễ sống á, nó thường có màu xanh đậm như thế này nè, quái nó rất là hiền hòa luôn. Nên em có thể xây bay thoải mái ở mấy cái khu vực như thế này, mấy cái vùng trắng trắng trống trống á. Nếu anh em đã lỡ xây rồi á thì cứ yên tâm đi, tầm level 10 á, tầm level 10 của cái phone book á là cái này nè. Anh em bấm vô mà chữ V á, sẽ thấy cái level nó, mình đang lên là level 13 nè. Thì tầm level 10 anh em sẽ xây thêm được một cái bay nữa, tức là anh em có cái bay chính này, bay phụ á. Lúc đó anh em không cần phải dời bay đâu, cứ để cái cũ thì xây thêm cái mới ở bất cứ đâu mình cần. Tôi có xây cái nữa mà hình như nó gỡ mất tiêu rồi. Đây, tôi có xây cái nữa bên đây nè. Có thời gian thì đi kiếm chỗ đẹp đẹp xây. Đang dự định là xây chỗ này. Chỗ này nó cũng khá là đẹp đó. Đất nó rất bằng phẳng luôn á. Đây nè, một cái khu rất là bằng phẳng luôn nè. Ở đây thì xây cũng được đó. Đây rất gần trụ dịch chuyển nè. Đó, có rất nhiều chỗ để anh em xây bay đẹp. Rồi, bay vô. Đóng cho mình vô. Ngoài ra lúc con chim đang bay á, nó hết thể lực á. Anh em nhìn cái ống thể lực nó đang tụt tụt nè. Anh em có thể nhảy xuống và chuyển qua mà mỗi con chim luôn, chuyển qua cái khí cầu của mình là nó sẽ hồi stamina. Nó chuyển stamina từ cái con đó qua bên mình. Gần chạm đất thì em có thể bấm cái nữa. Cái này nó ác dữ vậy. Đó chưa? Mình sẽ đi cứu con này. Thi thoảng anh em lên trên bản đồ nó đi cứu mấy con này á, nó sẽ ra một số con voi mới. Nó có một vài giỏ như thế này trên bản đồ thôi. Đây, về nhà đó. Hộp đạn.
mấy cái chỗ này nó cũng tỷ lệ xuất hiện với mà cái thời gian hồi mấy cái địa hình vật cản này, gương bọng rồi đó, đá bọng rồi đó, nên em để ý cũng được. Mấy con voi này cũng có thuộc tính nha, một số con anh em có thể cưỡi được, nó rất là đa năng luôn. Như một số con thì cưỡi nó chạy đi diễn rất là nhanh. Này là gieo hạt nè, dạng như bom lựu đạn vậy, đụng vô nổ. Đó, nổ thì đương nhiên gây sát thương rồi. Cái này thì dùng đuôi để chặt cây, là anh em có con này anh em có thể đi chặt cây được. Đây, mình đứng gần cái cây, nhấn nghe. Nó quay đuôi lại nó chặt xuống cây. Cây này không được rồi, nó chỉ có tác dụng với cây trong bay thôi. Bây giờ về lại cái bay đó. Ngoài ra thì cũng có con đập đá, để coi ba lô thôi, 210. Đập đá thì anh em dùng con heo nè. Cái đó là quặng chứ không phải đá nha, nhưng mà về cơ bản nó như nhau. Con này mới level 10 thôi. Anh em tạm con heo này đi đào đá nó rất là nhanh luôn, đó mình phải phao. Hút vô. Đó, được hút phát được hai mấy quặng á. Là bằng anh em chém là 20-30 cái luôn. Thì làm hút cái nữa. Đó, hai mấy quặng nữa. Thì một cục như thế này tôi chỉnh hình như là có mấy chục quặng thôi. Hút phát hai mấy quặng thì rất là ngon. Đỡ anh em phải đi cày cuốc rất là nhiều. Đó, hút 4 lần, hết. Thì lúc mà anh em nặng quá anh em không thể di chuyển được á, thì con thú nó cũng không di chuyển luôn. Lúc đó anh em có thể dùng cái cây hốc này. Đó, anh em có thể di chuyển, nhưng mà nó cũng trong cái phạm vi này thôi. Thu heo đây đó. Ít ra thì anh em đỡ phải là di chuyển rất nhiều. Bây giờ không biết khi nào mới đến được cái cục đó, nên quăng bớt đồ ra đi. Cái nào nó nặng đó. Rồi về nhà đó. Đó thì xong cái vị trí xây cái bay đó. Anh em ban đầu mà lỡ xây nhầm thì cứ tiếp tục thoải mái đi, không cần quan tâm cái đó. Tiếp theo là cái diện tích xây bay nè, anh em lưu ý cái này nữa nha. Cái vị trí và diện tích này đá gỗ trần nữa. Đây, mình vô ship lần. Trong con game này cái trần nó cũng rất quan trọng nha, xây như tôi là sai lầm nè, anh em nên rút kinh nghiệm. Khuyến khích anh em nên xây á, một cái tầng á nên là 2 đến 3 lóc. Một lóc là nó chiều cao như thế này nè. Thì đây đây. Anh em nên xây là 2 đến 3 lóc nha. Tại vì anh em xây một lóc như thế này á, mấy con bay nó không có vô đây được, là nó không có lụm đồ được luôn nè. Đó anh em thấy nó sớt nó rớt đồ rất nhiều nè. Mấy con bay như con bướm nè, con voi này nó bự quá nè, nó không vô cái lóc một lần được. Nên nó không có làm việc trong đây được. Nhiều con á nó bị lỗi hiệu ứng á, thì nó đứng trên đây nó làm được. Đó. Thì anh em nên xây ít nhất là 2 tầng đi, đừng có xây một tầng vậy thôi. Trên phía trên này cũng vậy luôn, cái cục này cái dòng này là để nó sinh đồ rất nhiều nè, anh em nên để trống ở phía trước là một ô một lóc nữa. Nếu như cái vảng này á không có cái miếng này ở bên đây nó từ đây vô thì con quái của mình nó không vô đây được. Mấy cái con lúc đầu game anh em thấy nó nhỏ nhỏ thì nó dễ lắm, còn sau này nó lên mấy con bự bự như thế này là to luôn. Rồi ngoài ra thì trong cái bay anh em cũng có cái này nữa. Trong cái bay thì anh em sẽ có, ủa cái cục đá của tôi đâu rồi, sập nhà cái gì trời. Khoan, này đã. Người nhà của tôi anh em sẽ thấy là nó có một cái chỗ mình đi mình farm mà gỗ nè, thì tương tự mình sẽ có farm đá lúc đầu nữa. Anh em chơi bảng trên Steam á là bắt buộc phải xây 2 công trình nha, còn anh em mà chơi cái bảng trên Xbox á thì không cần, họ skip qua cho mình luôn. Nó dưới cái gì đó khi anh em xây 2 cái công trình này á, thì anh em nên để cái gương ở giữa cái chỗ bãi đá bãi gỗ,
Tại vì anh em gom một lần 500 gỗ nè, là nó quá nặng luôn, không thể di chuyển được. Là do 1 tấn mấy gỗ rồi. Thì để cái gương ở kế bên á, anh em có thể bấm thẳng vô cái gương luôn. Là để cái gương nó chính giữa hai cái công trình nè, khi anh em quá nặng á thì anh em có thể dục thẳng đồ vô trong đó mà không cần phải di chuyển rất nhiều. Là anh em có thể lấy gỗ đây, lấy đá đây, xong rồi dục thẳng vô hai gương luôn đồ trong mà cái gương của mình đó. Cái nhân vật tôi nó bị lỗi luôn rồi, game này đúng là Elite Asset đây. Lâu lâu là đồ nó rớt không được rồi, mình phải chủ động nhấn F. Ngoài ra cái hitbox của game này nó rất là tệ nữa. Chuyển đồ nhanh đó, anh em có thể bấm chữ AG trên bàn phím đây nè, là như anh em có sẵn cái quặng này trong cái gương á, anh em có bên đây nữa, anh em nhấn chữ G là nó tự bay vô. Đồ trong tất cả cái gương thì nó đều xài chung với nhau nha, tức là trong cái phạm vi cái bay á, anh em có thể gấp được mấy cái đồ nó thoải mái. Ngoài ra lúc gấp cái đồ á, anh em sẽ thấy là nó có thêm cái dòng gọi là cái workout. Ví dụ là tôi gấp cái này đi, cái miếng vải này đi, em sẽ thấy cái dòng workout 55 nè. Tức là mình gấp hết 11 cái miếng vải này, mình sẽ mất 55 giây. Mất coi như 12 cái là 60 giây. Đó. Thì anh em nên ước tính cái khối lượng công việc, nếu như workout là 60 á, mất 60 giây á. Đó, thì cái con này nó sẽ làm mất đúng 1 phút. Còn nếu như tôi làm thì nó nhanh hơn rất nhiều, cả hai cùng làm á, cho tôi có chỉ số workout nè. Đó, giờ coi cái chỉ số workout này 250 nè, nên tôi làm trong cái mà đó mất 1 phút á, thì tôi làm chỉ mất 15 giây thôi. Anh em nên quan tâm chỉ số workout này nha. Chỉ số workout rồi chỉ số với những con phone nữa. Đây, chỉ số với những con phone anh em quan sát trong bảng này. Vật lót. Con phone của anh em á, anh em bấm đại bất kỳ con nào, ví dụ là con này đi đó, anh em sẽ thấy cái dòng cái chỗ này nè, nó có cái chỉ số gọi là chỉ số làm việc. Như con này nè, anh em thấy chỉ số làm việc nó có 35 à, do cái nội tại của nó đó, nội tại của nó là rất là cơ bắp luôn, gọi là cái não cơ bắp á, mất đi hết nè, nên cái chỉ số tấn công nó cộng 30%, nhưng mà tốc độ làm việc nó trừ cái 50, trừ cái 50 rồi, nên nó làm việc là cực kỳ chậm nha. Những con như thế này anh em nên cho nó cút luôn hoặc là không cho nó trong bay. Nên em để nó trong bay, lâu lâu bắt nó đi làm việc cái là nó làm hoài luôn. Thì ngoài ra cũng có một số con nó làm việc rất là ổn định. Đó, như con heo này nè. Nó có cái chỉ số gọi là nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc á. Cộng 20% tốc độ làm việc, tức là 70 nó cộng 20 nó 14 á, là lên 84, nó sẽ làm việc nhanh hơn rất là nhiều. Thì tương tự cái workfed này thì nó liên quan đến chỉ số là workout nè, workload này nãy. Thì anh em có thể cho nó làm cái này, anh em có thể sửa tên con phép nữa nha, muốn đặt tên gì đặt. Đó. Nên có nhiều con thì nó cũng độc lạ lắm. Đây. Như con này anh em nhìn nó có một bạch nè, nhưng mà nó làm việc nhanh hơn rất là nhiều luôn. Cái thuộc tính của nó là nô lệ làm việc, nô lệ công việc. Đó, nó làm việc 30% nhưng mà nó không muốn đến nhau. Thì đây. Ngoài ra anh em có thể unlock mấy cái kill này bằng cách nhặt ba cái đồ ở trên đường hoặc là gấp trên quốc ven cũng được. Như tôi có thể cho nó cái kill bằng cái cục này nè. Cái này còn tùy con nha. Rồi. Đó là chỉ số làm, ngoài ra thì còn một cái nữa là chỉ số ăn. Cái chỉ số ăn này anh em cũng nên quan trọng á, nó cực kỳ quan trọng luôn. Đây là cái con, như tôi chọn một cái con nhỏ nè, như con chim cánh cụt này, nó chỉ ăn có 2 thực thôi, nên anh em nuôi nó rất là thoải mái, cho nó làm việc trong bay cũng rất là thoải mái luôn đó. Còn như con ma mút chà bá này nè, con ma mút rồi đó, cái chỉ số ăn nó là 8 trên 10 luôn, tức là nó ăn cực kỳ nhiều luôn á, anh em mà để đồ ăn không kịp á, nó tụt xuống nó đói là nó hẹo luôn đó nha, nó làm việc yếu yếu lại nó hẹo luôn. Nên em chỉnh cái thông số mà đói của phép đó. Chứ mà cái tỷ lệ đồ ăn nó rất là quan trọng luôn. Anh em không cấp kịp đồ ăn là mấy con phone của mình nó tiêu luôn á.
Thành ra cái dòng phone này nó rất là quan trọng. Thì ngoài ra cái thuộc tính nó thì còn rất nhiều cái thể loại nữa nè, 2, 4, 6 nè. Nó tổng cộng vào 12 cái thuộc tính lẻ này. Anh em chủ yếu mà coi cái con phone của mình đó, muốn làm công việc gì đó, thì ưu tiên cho nó. Thì đương nhiên những cái con bự bự nó sẽ làm việc tốt, và làm việc tốt thì bù lại nó ăn nhiều. Anh em nên hạn chế cái dành phát tinh nè. Nhiều con nó đi nó lụm đồ là phạt á, xong rồi nó kẹt luôn. Hoặc là nó đi lụm mấy cái đồ nhỏ nhỏ, nó lụm hoài lụm liên tục là nó không làm gì khác. Anh em có thể gán việc cho tụi nó bằng cách là lụm nó quăng vô nè, như cái tội mà xây một trần nè, anh em thấy chưa, giờ nó đi tắm xong nó kẹt luôn, tôi cũng chả thể tương tác với nó được luôn. À bây giờ chỉ có một cách thôi, đàn con này nó lại tiếp tục bị kẹt nữa nè. Đó anh em mà nên xây một cái bậc cầu thang nhỏ cho nó đi lên, mấy con nhỏ nhỏ nó không đi được cái bậc cầu thang rồi luôn nha. Bây giờ nếu như bị kẹt thì anh em có cách giải quyết thôi, lụm nó bỏ ra ngoài xong rồi đặt nó vô lại như con voi nè. Đó mình có thể gán công việc nó, anh em lại nhấp nó lên, như tôi muốn nó đi là đập đá chẳng hạn, nhấp lên lại cái bệ đá quăng nó vô. Đó là con voi bây giờ đã được gán công việc vào cái bệ đá mình. Thì có mấy cái này anh em đỡ phải ra ngoài nhiều lắm. Lụm xong mình dục vô đây luôn, để cái gương cái gì đó. Như con này nó lại đói nè, con này nó ăn cũng như hạm vậy đó nha. Thì đói không những trong con phép mà nó còn cả trong những con anh em mang theo nữa. Ngoài ra anh em có thể xem trong cái fan nè, những con phép này nó sẽ có thuộc tính. Rồi đó, các hệ dụng tính phép đó. Những cái thuộc tính con phép này á, anh em nên quan trọng nhất là trong cái quá trình bị giao tranh đó. Như con này, con chim cánh cụt này, nó có hai hệ là hệ nước với hệ băng. Hệ nước với hệ băng anh em vô phần option có cái survivor guide rồi, kéo dưới nó có cái phần mà element. Hệ nước với hệ băng á thì nó là vừa khắc được lửa nhưng mà vừa khắc được hệ rồng luôn, nên anh em đi đánh mà gặp mấy con quái khắc hệ á, anh em nên đưa nó theo. Như con boss trong cái tháp đầu tiên là nó hệ điện, thì anh em có thể đem mấy con hệ thổ rồi theo khắc nó, còn anh em mang con hệ nước như con mà boss chibi gì đó là vô nó hành anh em ra bả luôn á. Nên mình có nhiều hệ á, sau này mình có thể đi chiếm rất nhiều khu. Đép cũng bảo là sau này sẽ nâng lên thêm hệ nữa chứ không phải là chỉ cố định chính hệ như thế này. Như anh em thấy cái biểu đồ là cái hệ cùi bắp, nhất là cái hệ Newton này, tự nhiên rồi nè, nên dùng cái hệ bóng tối khắc thì nó rất là ngon luôn. Cái hệ tự nhiên này nó xuất hiện rất nhiều nha, hầu như cũng đâu có hết. Nhưng mấy con cùi cùi ban đầu, ba con cơ bản của mình cũng là cái hệ tự nhiên á, nên em hạn chế là đem mấy cái hệ này nuôi nó lớn này. Còn bên đây là cái habitat, là cái khu vực nó xuất hiện, nó tô màu vàng trên bản đồ á. Đó anh em muốn bắt cái con này ở đâu á, anh em có thể tra trên mạng hoặc là vô đây, không nhớ mình đã từng bắt đâu thì cứ vô đây tra lại mỗi vị trí nó. Ngoài ra thì nó còn cái nữa là những cái con mình bắt á, nó sẽ hiện như này nè, bắt đủ thì nó sẽ tặng cho mình bonus thêm. Ở đây là cái dòng mô tả cái con này nó có thể làm được những gì và làm ra sao, hữu ích như thế nào. Đây nè, như cái con này là cưỡi heo sống nè, mình chế được cái yên cho nó thì mình có thể dùng nó như một cái dù lượn luôn. Đó nó sẽ sinh ra một số cái nguyên liệu như mình cần thiết là cái này, là lúc mà đi nhông nhông trong cái bản đồ làm việc như thế này, nó thi thoảng nó gớt ra bả này, hoặc là mình giết nó gớt ra. Nên em farm nguyên liệu gì á thì cứ vô đây mà kiếm, như ruby với coin nè. Con này thì cho cái toco nè, này con quái gì ấy. Nó trên cái vùng rất là lạnh luôn nha, đâu ngoài hải đảo á. Đó là một số cái thông tin về con phép. Ngoài ra thì cũng tiếp tục nữa, cái cây công nghệ, cây công nghệ này bên bản của Xbox với Steam nó là khác nhau nha. Tôi không biết sau này ép có đồng bộ với nhau không, chứ hiện tại nó đang rất là khác đó. Cái phần test nè, anh em sẽ nhìn thấy cái phần máy ấp trứng. Bên bản bên Xbox á thì cái máy ấp trứng nó nằm bên đây luôn, còn bên mà ở bên Steam thì cái máy ấp trứng nó là cái công nghệ cổ xưa rồi, nên mình phải đi đến boss khám phá nó mới gớt cái điểm này. Có cái điểm này mình mới unlock được ở bên đây. Thì anh em nên đọc kỹ kỹ trước khi là unlock nha. Như tôi unlock cái súng này nè, xong kéo xuống đây để có cây súng xịn hơn, thành ra rất là hối hận luôn. Xuống đây để có cây súng xịn hơn cái nè, rất được chế.
đó, nên anh em nâng điểm nào thì chú ý, ngoài ra cũng đọc mấy cái mô tả của cái này cẩn thận đó. Mỗi cái vật phẩm trong này anh sẽ đều có cái dòng nhỏ như là item này, là mình mua mình trang bị nó ít chút là cái dạng công cụ công trình đó để mình xây ra bên ngoài. Ngoài ra thì một số cái nó mang tính decor đó, anh em ghê vô đọc nó ghi rõ luôn. Như cái này là decor là nó không có mang cái nghĩa gì hết trơn, nó chỉ trang trí cái phòng của mình thôi, nên mấy cái này anh em có điểm dư hả mua nha. Đây nè, còn thôi mình tiết kiệm điểm đi, sau này mình có kiếm bằng cái đó lắm. Như cái con này mình có thể cưỡi được con Gintel nè, có một phẩy mà chắc tôi tăng nữa. Cái này cưỡi con đó, cái này giá sách thì để trưng thôi, con này còn thú bay. Cái này là mấy cái lò tấm thảm rồi đó, nói chung để trưng đó. Cái nhiệt độ nữa nha, cái này nó làm mát hơn là lạnh đi. Nóng lên đó, anh em có thể dùng cái cooking pot này hoặc là cái campfire ban đầu á, còn lạnh đi anh em dùng cái này. Hai cái này nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đó, là đến cái chỉ số nhân vật với mấy con thú của mình. Đó, chỉ số nhân vật anh em nhìn góc trái dưới này á, chỗ này nè, em sẽ thấy nhiệt độ nóng và lạnh. Đứng đây á, thì nó bớt lạnh hơn, như đứng gần cái campfire nó bớt lạnh hơn nè. Đó thì cái chỉ số này không chỉ ảnh hưởng đến mình thôi mà còn ảnh hưởng đến cái việc ấp trứng nữa nè. Để tôi tháo cái trứng này ra cái đó. Theo shift là này, tiếp theo là cái phần nhiệt độ. Nhiệt độ này không chỉ là mình mà gã mấy cái con phét xung quanh này, cả cái máy ấp trứng này nha. Anh em nhìn cái trứng á, như cái trứng này là cái trứng mà bọ cạp lửa vậy nè. Em bỏ vô. Khi ấp trứng á, nó sẽ hiển thị cái dòng dưới này nè. Anh em thấy cái tốc độ ấp trứng không? Trông có vẻ khá là lạnh, nên tốc độ của nó là trừ không. Thực ra nó có 5 phút à, nên không đáng kể. Còn anh em chơi mấy server chung á, nhiều cái trứng á, nó hiện lên tới là mấy chục giờ lên, 2 ngày lên, 4-8 giờ lên. Nên anh em để cái môi trường sao phù hợp với cái trứng của mình, để anh em để đặt cái vị trí chính xác á, như có thể dời mấy cái lửa này qua, campfire này qua. Đây nè, B nè, bui nè. Đó thì bây giờ là nó không đủ được cái độ lạnh nên cái trứng nó vẫn 0%, nhưng mà cái con nào nó cần ấm ấm thì nó sẽ nở nhanh hơn. Thì lúc mà anh em ấp trứng chơi mấy server công cộng á, thì nên quan tâm cái điểm này. Đồ thì anh em cứ chọn đồ gáp thì dục đó thôi, như cái máy sửa đồ nữa nè. Đồ anh em nên xây thưa ra tí nha, có để mình đi qua đi lại được, với mình dễ tương tác. Con game này tương tác cho cái hitbox đồ nó đúng là tệ hại luôn á. Như đứng ở đây là mình khó thể tương tác qua hai bên cái đồ, anh em đặt cái bàn gần nhau quá là không thể bấm vô luôn. Sửa đồ á, thì thay vì sửa từng món, anh em có thể nhấn E-G sửa hết tất cả đồ luôn, nếu anh em đủ tài nguyên nha. Còn cái này thì tôi thiếu, bắt đầu thiếu quặng là nó không sửa được, chỉ sửa được cái này thôi. Cái này mới thử miếng mà nó sửa tốn một rồi đó. Con này nó lại đi lụm đồ, như bây giờ lấy con heo ra tôi farm cái này nó rất là nhanh mà, sức đồ vô cái đó đâu rồi. Nè anh em farm mấy cục đá này thì cứ kiếm con heo đi. Đó, nó hút một cái ba mấy đá đi ra. Tối thui rồi. Nó hút chắc 3-4 lần là xong cái cục đá. Đá thì nó cũng làm được luôn. Đó, hút cái sáu mấy đá, quá tải luôn rồi nè. Chưa tới nữa, 5 giây nữa, 4 giây. Khi cây súng ở góc phải bên dưới, anh em có thể chế, học chế. Cây súng này rất quan trọng nha. Nó rất quan trọng nhưng mà nó cũng khó xài nữa, do game này nó chưa có làm ổn áp cái này. Nó cất đồ vô. Cái dao chặt thịt này chắc anh em nào cũng biết xài dành với gì. Đây, mấy con phone mà có chỉ số cùi cùi á, như con này nè, anh em nhìn nó cái phá hoại công trình nè, đó nó có chỉ số phá hoại công trình nè, tức là lười làm việc á.
là cái chỉ số stamina nó tụt rất là nhanh luôn, nên mấy con này anh em giữ vô cũng đâu có cho nó làm cái gì đi ngoài làm việc đâu, nên em có thể cho nó chim cút khỏi đội hình của mình đó. Anh em cứ chọn đó, chọn cái con này, cho nó mình lắp cái dao vô, nhấn số 4 trên bàn phím đây, là chọn cái dao đang cầm trên tay nè, nhấn số 4 bàn phím thật đó đó. Hôm nay chúng ta có thịt, mời cả nhà cùng ăn. Đây chúng ta có món thịt mới nè. Nên anh em có thể dọn cái kho của mình bằng cái cách đó, rất là đơn giản luôn, để tiết kiệm diện tích cho mấy con này. Đồ ăn thì trong con game này á, nó không có tác dụng gì nhiều đâu, nó vẫn có cộng tí chỉ số, nhưng mà nó không có thay đổi gì nhiều, cũng không có hồi máu luôn nha. Hồi máu thì có vài con thú có hồi máu, như con voi đang tưới cây trên đó nó cũng có hồi máu nữa. Là những con bướm tôi nó vô đây xong nó bị kẹt rồi nè, giờ cũng không có mang ra được. Anh em nên tốt nhất nên xây 2 tầng nha, xây 1 tầng nó mệt lắm. Ngoài ra anh em có thể tăng mấy chỉ số con phone lên đó, đây tăng chỉ số phone con phone anh em á, như con này đi, kiếm con đi, con này nè, con tôi khá là thích là cái con này. Anh em có thể mài cái chỉ số nội tại cho nó, ngoài ra có thể tăng thêm mấy cái chỉ số này cho nó là tấn công, phòng thủ như làm việc á, thì anh em coi nó hệ gì. Như bây giờ tôi đã tăng cho nó 2 điểm linh hồn rồi, anh em có thể tìm mấy cái tượng này trên bản đồ hoặc là ở trên nhà mình cũng được đó. Móc không tới à? Rồi nó bị kẹt luôn nè, bởi vì cây súng này nó vừa tiện vừa gì đó. Thôi mình đi cầu thang bộ đi. Đó, em tìm con này nhấn chữ V nữa nó thì có thể nâng cho mình nó những cái này. Khi mà nâng nhiều quá anh em có thể reset thoải mái nha. Đó, nó sẽ trả về mấy cái điểm đó, anh em cứ nâng nó lên. Như con này tôi có 17 cái linh hồn xanh nè, nâng cho nó thoải mái luôn. Như con này, này không ngon, con này thì ngon hơn nè, 17 điểm nè, con này có thể nâng cộng vô cho nó, tăng máu, tăng cái chỉ số gì đó. Cái này là cái những cái anh em đi thấy nó nằm rải rác trên bản đồ á, anh thấy cái nào thích thích thì gom nó lại tăng lên, sau này nó sẽ cần yêu cầu nhiều hơn. Tăng chán thì anh em muốn cho nó làm lại reset, nó sẽ trả lại cái đó, tuy nhiên là yêu cầu tiền nữa nha, nên chú ý lưu ý cái đó đó. Tăng tầm bậy như tôi là tốn tiền chơi ngu rồi đó. Thì tôi mày men luôn, chắc nó chưa xếp lúc đó đâu, tôi mới thấy nó hiện dưới xếp bình này. Lúc mà anh em vô cái đinh gần hay là đánh gì cao quá đánh không lợi á, anh em cứ bấm ít kép thì tôi men luôn, lúc đó thì anh em sẽ không có chết trong cái combat đâu, anh em sẽ trở về cái đứng ở ngoài cái vị trí của cái đinh gần đó. Ngoài ra thì trên bản đồ anh em có thể đánh dấu bản đồ nữa, nhưng tôi nhớ ngay cái khúc này đầu game vô mà anh em ghê chuột đây, nhấn về đánh dấu rồi nhớ chỗ này là có con quái đó, có cái đinh gần đó đó, anh em đánh dấu vô đây là sau này mình nhìn trên bản đồ mình sẽ biết chỗ này có cái gương, mà chỗ này hình như là có mấy cái thằng mà nó hay bắt quái nè, mình ở đây mình bem cho nó được. Là cái đó là cách đánh dấu bản đồ. Đi vô luôn. Bị cái lỗi kẹt tường đó, cái lỗi này anh em gặp rất nhiều luôn nè, nhiều anh em báo tôi hỏi hoài luôn, bị kẹt là sao, mình cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà nó cũng có cách giải quyết thôi. Chỗ này nó không kẹt rồi, anh em bị kẹt tường á thì kiếm con thú bay nữa, đứng ở ngoài đứng kiếm con thú bay nữa chọi nó ra ngoài, sau đó anh em mà cứ leo lên con thú là nó ra ngoài được rồi. Cách giải quyết đơn giản vậy thôi, nhiều anh em mà retool lại menu nó vẫn kẹt trong đó, nhưng mà không muốn chết anh em mà chọn cái mà get bao á là anh em tự chết đó nha, là đồ anh em có thể bị kẹt trong tường vĩnh viễn luôn không lấy được á.
nên tốt nhất là vẫn tìm cách bơi bơi ra ngoài đi, nếu nó là phít lỗi chạy tường. Ngoài ra thì còn một cái rất là quan trọng nữa, đó là cái cách sử dụng cái hốc này, gọi là di chuyển nhanh đó. Di chuyển nhanh trong con game này thì nó nhiều cái độc lạ lắm, nên cái này rất là quan trọng nè, ghi vô luôn. Đó, anh em thấy cái trần này không? Anh em có cái súng hốc như tôi nè, em hốc lên cái trần này. Trong lúc mà nó gần tới, anh em đổi vũ khí là anh em lúc này có thể bay rất là nhanh luôn. Đó, khi cái quán tính mình di chuyển nó đang tăng, anh em bung cây dù ra thì nó sẽ bay rất là nhanh so với cái tốc độ bình thường của mình. Bay phát gần tới cái chỗ mà hồi sinh luôn nè. Đó, ngoài ra mấy con dốc thì anh em cũng có thể làm gì nữa. Bây giờ tay le về đó. Anh em nhấn nút chạy, xong rồi ở mấy cái chỗ dốc á, em nhấn nút C, nút ngồi á, thì nó đang trượt, anh em nhấn nút nhảy. Đây ví dụ cái cầu thang này tôi xây là chuyên gia để bay á. Lúc này không cần dùng cái hốc đâu, hốc anh em phải quen tay thì làm mới được. Còn như đang chỗ này là tôi có thể bay một phát là tới cái chỗ hồi sinh mới nó cũng được. Em nhấn nút chạy nhanh là đó, nó chạy nhanh đó, lại tới mép nhấn nút C cho nó trượt xuống. Lúc đó thì cứ nhảy lên buông dù thôi, nó di chuyển rất là nhanh luôn nè, chứ không có phải đi bộ từ từ chậm chậm đâu. Chứ lại cái tốc độ này nó tụt xuống cũng ít, nó ảnh hưởng đến stamina của anh em nữa nha. Bây giờ bay phát là gần tới cái chỗ hồi sinh luôn rồi. Con gà. Cái đó là nút C trên bàn phím, anh em pin qua lúc nào cũng được, nhưng tùy thói quen của mình. Mình sử dụng hốc thì cũng được, tương tự như nãy luôn, giống cách tôi vừa làm nãy. Ngoài ra còn có cái trò bay bay khá bận bựa nữa. Con đi kiếm con nào level nhỏ nhỏ này, có gì cung không? Cái con này nó thấy mình nó chạy ta, mình hiền hòa vậy mà. Bạn ơi, bạn đi đâu đó? Để anh em qua quả cầu cho nó. Chích giá máy. Lúc mà quả cầu nó đang bắt á, anh em leo lên quả cầu nè. Rồi nó nhanh quá rồi. Không được rồi, kiếm con nào cho trâu nó được. Ví dụ con này đi. Đó, nó đánh bằng cái đòn đuôi rồi, quy nó. Đó, anh em cứ leo lên quả cầu. Đó, một cách để di chuyển rất là độc đáo luôn nha. Tới đây anh em muốn bay đến đâu cũng được. Lúc mà cái quả cầu nó đang bắt cái tỷ lệ đó, anh em cứ leo lên. Lúc mà nó xong 100% nó sẽ đẩy anh em lên tới thiên đình luôn. Rồi, đây là những cái thủ thuật trong con game này thôi, để anh em có thể chơi vui vẻ thoải mái. Game này nó có phần đam nha, nên em gớt gớt mà bậy bạ cái là to luôn. Bây giờ vẫn chưa biết là nên xây cái bay chỗ nào. Tôi vẫn me me cái chỗ này. Và đó dòm cái. Nè chỗ này nè, nó rất rộng rãi luôn. Cái tháp này nó không cho mình đu vô hết ta. Ngoài ra thì còn rất nhiều chỗ chưa khám phá nữa. Cái đồ chỉ số kháng lạnh đồ á, nên em đặt vô đây đó, nó có cộng dồn nha. Nhưng em cảm thấy lạnh quá thì có thể mặc hai cái áo ấm cùng một lúc luôn. Hai cái áo ấm đó thì nó cộng dồn cái chỉ số kháng lạnh lên 2 lần luôn đó. Nên đồ giống nhau anh em vẫn có thể mang vào được, chứ nó không có giới hạn gì cả. Có mấy cái dốc như thế này anh em muốn lướt lướt nhanh cũng được nè. Trượt đi rồi bay. Mấy cái dốc cao như thế này làm càng ngon lắm. Rồi, bây giờ ra mà giveaway cho anh em thôi. Một vài cái thủ thực trong ngon fan world.
Hy vọng anh em đừng có mắc mấy cái sai lầm nhiều quá, game nó còn rất thú vị trong bản Elite Upset này. Đây, hôm nay chúng ta sẽ giúp vào quay con game gì đó tôi không nhớ nữa. Chúng ta nhiều người quá vậy, sao tới 25 người luôn. Có ai điền trùng nhau không? Trùng nhau tí vô game là xóa ra nha. Lần này có 25 người tham gia giveaway mà tôi vẫn chưa biết giveaway con game gì đó. Người chế châu à? Đa xích. Những con game mà tôi giveaway quay sắp tới thì có thể là những con game này. Cái đợt mà Tết âm á, cái màu xanh này á thì là cái phần quà, coi như là cái phần quà dành cho người dễ nhất. Còn cái này thì chắc phần quà cho người dễ nhì. Còn cái này thì tôi không biết dev còn chữ kia không, tôi sẽ liên hệ lại nếu như những con game này có thể nhận được. Mấy con này thì chắc anh em nhìn tên thì chắc cũng biết rồi. Con Smoland thì tôi chơi cũng nhiều rồi, nó cũng dạng thế giới mở, xây nhà cái thứ đó. Đây, như con này nè, Smoland. Con này là dev gửi cho tôi là cái key mình được tự làm về quyền, muốn làm cái gì làm đúng không? Đâu người ta? Đây, nên lúc đó thì tôi sẽ đem đi giveaway cho anh em. Để bấm kỹ kỹ cái đó, bấm bậy là nó lộ kia nó mất công lắm. Rồi offer ngạc tiêu nhìn đẹp. Đây nè, cái kỳ này thì dev tặng vào cái dịp lễ Giáng sinh nên tôi đem đi giveaway cho anh em luôn. Thì cái cây này là mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, tôi có thể đặt lên shop cũng được, đem giveaway cho anh em cũng được. Thì rất nhiều con game như thế, có vài con game rất là hot, con game tìm đồ nè, băm được kinh nè, for được kinh nữa nè. Con này chơi cũng khá thú vị nha, anh em có thể lên kênh tôi coi là cái video mình quản lý cái shop đi khám phá thế giới mở rất nhiều luôn. Timberborn, Timberborn là con hay ly gì vậy đó, xây nhà. Cái này Xbox thì còn một số con game bên em Victor nữa chưa có đưa vô cái list. Thì hôm nay giveaway thì chưa biết giveaway game gì, nhưng mà cái danh sách này tôi sẽ giveaway vào cái đợt và Tết âm đây. Tới đó không biết có thời gian rảnh nữa, tới đó là tính. Mấy con này trông cũng khá là hot đấy, không có thời gian chơi nên cũng đem giveaway cho anh em vài con game bớt. Rồi còn hôm nay thì lo chuyện giveaway hôm nay đó, ta có danh sách này. New well. Nhiều người ta 27 là tới 26 người lắm. Sao càng ngày càng đông vậy? Tôi nhớ là đấu xe đâu. Rồi ganh đông. Ta có những cái tên này. Qua cái thẻ bên like. Đúc nó đi. Cái này là 40419. Cái này là cái đợt thảm sát lần trước nên bài màu đi. Thêm tiếng nhạc ha. Có mỗi cái bài này là không có bản quyền nên cứ mở nghe đi nghe lại hoài. Chúng ta factor cái tên vô. 26 người là chia đủ bộ luôn đó. Rồi, lượt chơi vẫn như cũ. Chúng ta bắt đầu random. Random cái cột hướng này. Ủa cái cột random nó đâu rồi ta? Data, nhớ rồi, dữ liệu. Random. Data. Random. Rồi, tiếp theo là random cái phần này luôn. Data. Random.
chia cửa sổ ra. Này dẹp được rồi. Cái quay xí ngầu á, quay xí ngầu như là cái này. Đây, rồi, chúng ta vô cái đường quay đầu tiên. Để uống miếng nước đã. Đợt này không biết ai trúng giải nữa. Rồi chúng ta bắt đầu lượt đầu tiên là Vũ Đức Nguyên 9X, thanh niên gà vàng, chung tem với thanh niên gà vàng phải không? Con gà vàng hổng gài chơi trong con fan war là có giết vào 200 con gà vàng rồi đó. 2 vs 2. Chiến với tem heo hướng, hướng lên trên, không có tem nên tạm thời bỏ qua. Đây, mới đầu tiên vô là tội phạm anh em. Cũng may là chỉa lên trên đó, chứ chỉa xuống dưới là chết thanh niên tên với thằng NCN rồi. Tiếp theo đến lượt gà vàng. Số 15, 10 phút hạnh phúc. Cùng mệnh, khác mệnh rồi, chỉa ra là khác mệnh rồi, khác hướng là khác mệnh luôn. Thì mất một tim. Thanh niên gà vàng mê cái thằng NCN ở dưới phải không? Tiếp theo là tên. Tên nguyên tên. 15. Chỉa xuống dưới nhưng mà khác mệnh. Trời ơi. Trời ơi. Thanh sao mấy thanh niên này cứ me me xuống mình hoài vậy? Đến thằng ngu còn nghèo này. Số 19. Tâm thần. Chiên hai người sống gần nhất theo hướng hướng lên trên. Chiên thanh niên đen với gà vàng luôn. Lực chiến lớn hơn nạn nhân á, thì sẽ mất hai tim, thấp hơn người tử mất tim. Tôi là 5 lực chiến cao hơn tên. Rồi tên bay màu. Này thì dê sòm. Còn thấp hơn thanh niên gà vàng nên tự mất tim. Trở thành thành phần tội phạm. Thằng này nó công nhận nó tâm thần thiệt chứ không có phải là trong game đâu. Lính. Lính Kenny 88 à. Số 1 FBI Open Door. Nếu lương thiện thì sẽ hồi sinh tem. Thanh niên này lương thiện nhưng mà đồng đội chưa có chết nên chả sao cả. Chưa chỉ danh FBI vô rồi. Mạch lúc 12. Xét nhân hàng loạt. Xét nhân thì tội phạm rồi. Xét nhân hàng loạt. Xiên hai người sống gần nhất ưu tiên theo hướng, tức là xiên hai người này. Nạn nhân mất hai tim, được chiến về công. Bản thân đang sức. Thanh niên này chơi đúng một rau không mà không gài gì không á. Nạn nhân mất hai tim. Nạn nhân này cũng hai tim luôn. Rồi được chiến về không. Thanh niên Belfermot chưa làm gì dành còn một máu, có khi là đi luôn á. 18 Tết. Bán máu bản thân. Còn có một máu đi bán máu nữa. Thôi rồi bye bye. Sau đó sẽ lì xì hai người sống gần nhất thêm tim. Hai người sống gần nhất thêm tim thì hai người này. Tại vì đính Kenny ở trên nó cũng gần cách một ô, nhưng mà cái hướng này chỉ xuống. Nên đầu tiên là gần nhất là Nobiku nè. Hai cái lính Kenny với mà Lodmore này bằng nhau thì ưu tiên hướng xuống dưới này, nên mỗi người ở đây sẽ được thêm một tim. Trước khi chết là để lại ân huệ cho hai thanh niên dưới nha. Doraemon rồi bây giờ Nobita chúng ta đây. Số 19. Tâm thần tiếp rồi. Chơi con game này công nhận tâm thần thiệt. Xuyên hai người sống gần nhất theo hướng là hai thanh niên này. Lực chiến 15, cao hơn thanh niên dưới hai tim nhưng mà thấp hơn thanh niên này nên tự mất một tim. Người khác bán máu hy sinh mạng sống cho mình, xong rồi mình đi xuyên thằng khác bị tâm thần luôn. Số 4 2 vs 2. Chiến với tem khác theo hướng, thanh niên này hướng lên trên, tức là chiến với mình thanh niên Nobiku đó. Rồi rồi, tổng lực chiến cao hơn thì lấy tim từ nạn nhân. Lực chiến về công nè. Tổng lực chiến hai thanh niên này đương nhiên cao hơn thanh niên Nobiku rồi. 8 với 18 hay gì á. Nên lấy tim được nạn nhân. Cu này mất một tim. Cu này tăng một tim. Này tăng một tim luôn. Chiến tem heo hướng nha. Tem tức là lấy cả người trên lẫn người dưới luôn. Tiếp theo chúng ta đến Cyber Canine. Số 6 tà phái. Lực chiến thành 20, mới được chiến công thành 20 rồi.
Thanh niên này tội phạm quên nữa chứ. Tà phái. Tà phái đây. Lực chiến 20 nè, xí ngầu bây giờ gieo lớn hơn 10 á thì sẽ thêm tim, thường lại mất tim. Bây giờ gieo nha. Xí ngầu lớn hơn 10 không? Xí ngầu 17 thêm một tim, thanh niên này là gần với chiến thắng dữ đó nha, 5 tim rồi đó. Tế Happy hạnh phúc nè, Happy với Dodge ghi á, hai ông này chung một tem thì đúng thiệt đó nha. Trời ơi. Đốt ghi trong sự hạnh phúc. Có mùi tà phái luôn. Một chiến thành 20. Bây giờ gieo xí ngầu ơi, có lớn hơn không? Bây giờ gieo xí ngầu. Lớn hơn 10 không? Lớn hơn 10 thêm một tim luôn. Mấy thanh niên này đi tu tiên mà theo tà phái không vậy? Đốt ghi. Đốt up. Số 4, 2 vs 2. Chiến với tem khác theo hướng lên trên. Lực chiến tem mình là 36 lần mạnh hơn tem trên này. Lực chiến về không. Đi chiến tem thì đương nhiên lực chiến về không rồi. Lực chiến cao hơn nên lấy tim từ nạn nhân nha. Nạn nhân mỗi người mất một tim nè. Hai thanh niên này lại thêm tim. Rồi, đốt ghi xong rồi sung sướng hạnh phúc đó, sắp win luôn nè. Máu chiến. Máu chiến 2020 2007 11. AIDSL. AIDSL. Máu chiến. Thanh niên này cũng tội phạm luôn. Lực chiến trung bình của tem nhỏ hơn cục xí ngầu á thì sẽ mất tim nha. Thanh niên này 15 với 17 nên rất là mạnh này, nên không lo đâu. Bây giờ thì quay số 2 rồi, vậy là ngon nghẻ rồi. Thêm tim cho mỗi người, lực chiến trung bình lớn hơn số 2 là cái chắc này, 15 với 17 rồi mà. Tiếp theo đến mã đen. Anh đi ngồi này có đen ám lên trên không? Số 12, xác nhận hàng loạt đúng báo thiệt. Xuyên hai người sống gần nhất theo hướng là hai ông này, mỗi ông mất hai tim rồi đó. Thì là còn lại thôi. Bản thân nâng sức. Trời ơi. Mới nói xong cái mồm gỡ thiệt, xác nhận hàng loạt. Lực chiến nạn nhân cũng về không luôn nha. Con mã đen chơi đúng một lần bóp đồng đội cái rồi đi. Cái gì? Hợp hàm tướng kiệt á. Họ phạm tướng kiệt. Hồ phạm tướng kiệt. Trời ơi, số 7 là TG. Rồi tướng liệt ơi. Người trong tem trở thành người thứ ba của tem gần nhất là thanh niên này sẽ đi xuống dưới. Kiệt này kiệt quệ hay là kiệt liệt rồi. Bản thân mất tim lực chiến về không. Đa xích. Đa xích viết tắt lại là chữ đích đó. Số 3, bắt cóc. Bắt một người sống gần nhất theo hướng là bắt thanh niên này. Cái tem này sao đâu đông vui quá vậy. Trời ơi, bắt cóc thì đương nhiên là tội phạm nha. Đánh cái ô đỏ vô đó. Lực chiến lớn hơn nạn nhân thêm tim. Lực chiến của đa xích là 2 à. Bắt ông 14, ngược lại mất 2 tim. Ngồi toan luôn. Đã yếu còn hít mà. Yếu còn gãy gió, đúng như đen luôn á. Thanh niên đa xích hướng xuống dưới nên bắt thanh niên về tem. Tem này giờ thành 4 mạng rồi. Một ông trong này chơi ngu là ba ông còn lại lan viên thiên luôn. Thanh niên quên. Một vết trực vài 20. Bộ đôi cùng lùi rồi xong luôn rồi đó. Tem cùng tội phạm và cùng lương thiện sẽ thêm tim. Cái tem này nó không tạp nhiều lắm. Tội phạm luôn mất tim. Rồi thanh niên đa xích đi luôn rồi. Này thì tội phạm nè. Trời ơi. Rồi tiếp theo. Zumbai. Zumbai là sát sống mà. Ông này có khi chết rồi đội vậy đó. Số 11. AIDSL. Lực chiến trung bình tem nhỏ hơn xí ngầu. Cái tem này 4 mạng. Đây. Cái này là 32 với 3 nữa là 36. Đúng không ta? 36 chia 4 là 9. Tức là chiến trung bình cái tem này là 9 nha. Rồi bây giờ gieo xí ngầu. Nếu như mà ra số 18 á, thì toàn bộ chết hết luôn đó. Rồi ra số 20. Trời ơi, ông này ổng bóp. Bóp đúng đen quá. Lực chiến trung bình của 4 thanh niên này là 9 à, lực chiến trung bình 4 thanh niên này là 9 nè. Hôm nay tội phạm rồi, quên chết cái.
là chính rồi, xong rồi mình quay vô cái ô mà đâu rồi, cô nào ta tự nhiên quên tiêu gì đây nè, ai đến đây nè, lực chiến trung bình tem nhỏ hơn xí ngầu thì sẽ cùng mất tim, mà nhỏ hơn xí ngầu chia 2 thì diệt đòn luôn. Xí ngầu này là 20, chia 2 là 10. 10 mà lực chiến trung bình của bốn thanh niên này chỉ có 9 thôi. Nên rất tiếc. Bộp 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 bộp. Thanh niên này chưa kịp chơi cú nào luôn á, bị người ta lôi kéo vô tem. Rồi nó là bóp ra tem luôn. Thanh niên đeo vít gán này chứ gì. Số 9. Đánh bom cảm tử. Ôm bom đồng quy vu tận với hai cái tem sống gần nhất. Hai tem sống gần nhất là tem này với tem này, là ba ông này nè. Thanh niên này lần trước hình như cũng đánh bom đúng không ta? Tất cả đều mất tim nè, nếu FA thì sẽ hẹo nè. Thanh niên Hồ Phạm Tuấn Kiệt bị NTG xong bị đánh bom. NTG trong hành FA bị đánh bom chết. Tất cả đều mất tim, là tất cả những thanh niên này đều mất tim hết. Cho nội này cuồng sát quá nha. Trẻ trâu mà gặp mấy mà thanh niên tâm thần đến bom này thì cũng gán thôi. Số 12, sát nhân hàng loạt. Trẻ trâu này manh động quá thì không được rồi. Rồi ơi, thanh niên bết trẻ trâu luôn. Một phát hai mạng luôn, kể cả người trong tay mình cũng cho đi luôn. Bản thân nâng sức luôn. Thanh niên Kinát chưa kịp chơi nữa. Trời ơi, trẻ trâu này có bộ hung hãn quá anh em ơi. Hàng này thành tội phạm, trẻ trâu nó siêng lên được chiến về không luôn. Trong Kinát thì vừa kịp manh động với anh ở gần hai cái phần tử quá là nguy hiểm này. Rút kinh nghiệm mà lần sau random thì đổi số nha. TNF KK. Số 18. Tết, bản thân bán máu nếu như là cái gì đó. Lì xì hai người sống gần nhất là hai thanh niên này. Béo, đã béo rồi còn thêm mà hiến máu nữa hả? Được tăng máu nữa. Xin siêu hả? Dầu gội hả? Béo, béo ca ca. Số 8, hiểu mệnh. Ám ba người sống khắc mệnh theo hướng. Béo ca ca hướng lên. Ba người khắc cái mệnh thủy này là mệnh hỏa nè. Mệnh hỏa nè, mệnh hỏa nè. Nạn nhân sẽ mất tim. Rồi ông này mệnh thủy chỉ lên trên là ba ông mệnh hỏa còn sống. TFKK còn một. Thanh niên Happy thì coi như là xui một tí nhưng mà đà chiến thắng vẫn rất là cao. Đôi đờ mốt hả? Đôi đờ mốt còn một máu. Béo KK thì không phải là yếu mạnh nha. Rồi cái đó còn hiệu ứng nữa đâu tiêu rồi. Số 8 nè. Người trong tem nếu chết sẽ được hồi sinh. Thanh niên này vẫn còn sống một máu nên chưa chết nữa. Và bị ám đúng nhỏ. Tới dầu gội đầu, chị gào. Dầu gội đầu mà đi chung với con cá thì thôi rồi, rồi. Đúng là cái bộ đôi tương sinh tương khắc luôn. Càn khôn nghịch đảo. Thực chiến thì từ 3 sẽ thành 17, bù trừ 20. Tội phạm thì sẽ thành lương thiện. Thì thanh niên này đang lương thiện sẽ thành tội phạm. Lực chiến cũng bù trừ 20 luôn. Số tim là bù trừ với 7. Đang 4 tim thì sẽ thành 3 tim. Còn nếu như 3 tim thì thành 4. Quay thêm một lần nữa nha. Đây nè. Tim nhỏ hơn 6 thì quay thêm một lần nữa. Đây thanh niên này 3 tim thôi. Quay thêm một lần nữa. Số 7. NTG. Ôi ơi ông cá này có ai nữa đâu mà đi. Chấp nhận F3 luôn. Bản thân mất tim được chiến về không. Thanh niên này từ 4 tim làm phát về 2 tim. Thanh niên cá đúng rồi, cá với dầu gội sao mà sống chung được. Cho khỏi thở luôn à. Anh em nào đổ dầu gội xuống hồ cá tôi coi thứ này. Số 4 2v2 còn ai nữa đâu. Hai ông này chia tay xong đánh nhau hả? Nè chia tay xong chỉ lên trên đánh nhau nè. Lực chiến lớn hơn nạn nhân thì đem tim. Số 2 lớn hơn số 0 cũng được. Thanh niên cá này máu lạnh quá.
NTG người ta còn đi đánh gan nó thiệt. Rồi ơi. Rồi từ từ kết bạn cùng phát triển, ok. Chúng ta hết vòng quay đầu tiên rồi. Nên bắt đầu cái hiệu ứng event thứ nhất. Cái này nâng lên 6 đi, tại đông người chơi quá. Khi nào còn 5 mạng thì mới kích hoạt cái event này nha. Tất cả các FA đều thêm team. FA, thằng ngu còn nghèo này FA đều thêm một team. FA thêm team nè. Đứng Kenny này FA cũng thêm một team nè. Nobiku cũng thêm một team nè. Máu chiến nè, một team nữa nè. Thanh niên về dẫn cặp sinh sai rồi đánh gan một team nữa. Thanh niên rồi đánh gan lại thêm team nữa. Từng cái người đội sổ bây giờ đã thành vị trí quán quân dẫn đầu rồi. Bây giờ qua cái vòng quay mới, chúng ta sẽ bắt đầu với Vũ Đức Nguyên, một cái pha bóp đồng đội nó không, số 16 hiến tế. Cả hai lực chiến thì không hiến tế đây nè, tem chia sẻ số team mà số mà team bằng nhau nha. Nếu có hồi sinh người chết thì sẽ hồi sinh, là hai niên nhẫn này vẫn còn sống, làm tròn xuống 0.5. Số team là hai thanh niên này đang là 5, chia đôi ra là 2,5. 2,5 làm tròn xuống thì mỗi người là 2,2 đều nhau. Bây giờ tới gà vàng. Gà vàng số 10 quen lương. Mất team nhưng không còn hiệu ứng tội phạm nữa, hồi sinh team nếu có thể. Trời ơi. Hai ông còn sống rồi đi hồi sinh lẫn nhau. Cái ông mà không phạm tội thì lại hoàn lương thiệt. Cặp đôi hoàn cảnh. Nhưng mà quay thêm lần nữa nha, đây nè, quay thêm một lần coi lần này có là bóp giá gì nó không. Số 11 biết lắm mà, cái lực chiến trung bình tem nhỏ hơn xí ngầu chia hai sẽ diệt đòn hai con không này, thì anh em chỉ cần quay ra cái số nào thì cũng thắng hết. 18 luôn, đúng gà vàng ai đế đánh eo người ta thiệt. Trời ơi, lực chiến bằng không mà đi lây lan bệnh dịch nữa. Thanh niên ngủ còn nghèo, người trong sống sót có vị trí cao nhất. Số 19 tấm thân, thằng này tấm thân hai lần rồi đó, đủ đảng nhà nó. Mà công nhận cái thằng NCN này nó tâm thần thiệt nha. Xuyên hai người sống gần nhất, ưu tiên theo hướng. Thanh niên này bị xuyên là mây màu. Số 5 xuyên số 0 nè. Nạn nhân mất hai tim là mây màu luôn nè. Tội nghiệp lính Kenny không, đi ở gần thằng tâm thần. Rồi xuyên tiếp thanh niên dưới 15 lận, nó mạnh quá nên mình mất tim. Xuyên gặp cái đồ mạnh bạo này, Nobita. Số 2 nghiện game, quay liên tục hai lần. Nobita đâu, được chiến ngay lập tức gì không. Bây giờ lần quay thứ nhất của Nobita nha. Gon. Số 11 AIDSL rồi ăn cám luôn. Thanh niên thì có một mình được chiến không nữa thôi, nên 100% là độc tử đã quen gái cho mừng thôi. Số 17 nè, được chiến trung bình tem mà nhỏ hơn không thì may, nhỏ hơn xí ngầu chia hai là may màu. Ông đen không rồi, nghiện game hả, không có Doraemon sao mà gánh nổi. Nhưng mà chúng ta có Logamon nè. Số 8 yểu mệnh, ám ba người sống cách mệnh gần nhất theo hướng. Thanh niên này chỉa lên trên có mỗi thằng ba người sống gần nhất nhé, ba người sống gần nhất ưu tiên hướng. Ủa đâu rồi, đâu rồi, số 8 theo hướng rồi. Rồi chỉ có thằng ngu còn nghèo này thôi. Ông này mệnh hỏa thì theo cái hướng chỉ lên trên thì chỉ có thằng ngu còn nghèo này còn sống là cái mệnh thủy nó, nên nó mất một máu. Thôi thóp này anh em ơi. Cyber Canine, bóp cái ông Lolamon này đi. Số 7, NTG. Người trong tem sẽ thành người thứ ba của tem trên. Ông nội này bỏ thanh niên Cyber Canine đi theo hai cái xác. Rồi. Bản thân mất team lực chiến về không. Bị NTG còn thành tội phạm nữa thiệt. Bản thân mất một tim nha, chiến gì không, anh em thấy một dọc toàn con không không không. Tới Happy, Happy này được dodge ghi thì có ghi chiến thắng luôn á.
19 nè, tâm thần nữa rồi. Xuyên hai người sống gần nhất theo hướng hướng lên trên. Xuyên hai này ba con không có nhau ở trên sao ta? Lực chiến lớn hơn nạn nhân thì sẽ mất tim nha. Cái này lực chiến bằng chứ không có lớn hơn. Nên sẽ rơi vào cái trường hợp này. Tức là mất một tim danh lược. Tức là ông này xuyên hai người lực chiến đều cao hơn hết. Đều không cao hơn hết, lực chiến đều bằng hết. Nên tự mất hai tim. Bản thân của mình tội phạm luôn. Tâm thần mà yếu như nhau. Tâm thần mà nghiện game nè. Tới đốt ghi vậy. Đốt ghi là số 6. Tà phái nữa rồi. Ông này nãy cũng có tà phái nữa phải không? Lương thiện sẽ thành tội phạm. Bây giờ con xí ngầu có lớn hơn 20 không? Lớn hơn thì được thêm một tim. Còn không thôi thì chả mất gì cả. Lớn hơn 15. Lớn hơn 10 rồi. Ok. Thêm một tim. Thanh niên này tự nhiên vùng lên trên cõi chết đó. Tài năng khỏe phải nành fantasy hả? Số 16. Hiến tế. Ông này tem dưới. Hiến tế. Tem chia sẻ số tim bằng nhau. Lực chiến cả hai về không. Có 5 mà cũng về không nữa. Thanh hai thanh niên này là 5. 5 chia 2 là 2 rưỡi, là mỗi người có 2 tim. Tội nghiệp thanh niên béo không? Đi ở gần cái thằng đầu mỏ này. Béo khỏe béo đẹp. 20 bộ đôi cùng lùi luôn. Cùng lương thiện thì sẽ thêm tim. Đó, thấy người ta cặp đôi hoàn cảnh không? Ủa đâu? Hiến tế đâu? Ờ, hiến tế thì vẫn lương thiện. Quên. Tức là bây giờ cả hai đều thêm một tim. Đó, bộ đôi cùng lùi. Cùng tội phạm sẽ chết, cùng lương thiện thì thêm tim. Đó, hai niên này vẫn còn kinh bạch. Chúng ta sang cái dầu gọi này thôi. Dầu gọi chi gào có hết không? 16, hiến tế luôn. Lực chiến cả hai về không. Thanh niên này bỏ người ta xong mình đi hồi sinh ai nữa. Tiếp theo đến cá. Cá này 5 tim nữa hả? Số 2 nghiện game quay liên tục 2 lần. Lực chiến ngay lập tức về không đã. Quay liên tục 2 lần. Cá này đúng nghiện game rồi nha. Tối ngày không gài thấy trên con fanware đồ cũng 20 tiếng rồi đó. Số 11 AIDSL nè. Rồi lực chiến bằng không rồi vô cái ô này nữa. Nãy giờ cái combo này hơi bị nhiều đó. Quen cái cho mừng thôi thì độc tử đi. 11. Số 0 thì tất nhiên nhỏ hơn 11 rồi. Thên là thanh niên sinh sai là không bị dính đạn á. Rồi quay lại lượt đầu tiên của thằng ngu gần nghèo này. Một mình nó giữa muôn vàng cái chết luôn. Đâu quên. Kích hoạt cái sự kiện 2 nữa. FA sẽ được thêm tim. Thanh niên này cũng FA luôn. Thanh niên này cũng FA luôn. Thanh niên này FA luôn. Thanh niên này FA luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu vòng quay hướng mới. Có khi là một hit đi luôn á. Số 3, bắt cóc. Bắt người sống gần nhất. Theo hướng về tay mình, hướng lên trên, chả ai sống cả nên thôi bỏ qua luôn. Trời ơi, đáng lẽ tôi được thêm một team mới đúng á. Nhưng mà thôi, không chết là được. Game này game sinh tồn, chứ không phải là game giết chóc. Mình không cần phải ra tay gì cả, để người ta tự hủy hoại bản thân thôi. Lord of War, 16, hiến tế. Đây nè, hiến tế người ta phải gì chứ? Có hồi sinh người đã chết nha. Bây giờ thì hai ông trong tem, số 2 mà chia 3 làm tròn xuống hả? Mà thôi, mỗi người một tim đi. Nó người ta gánh tem đội mồ sống dị rồi thấy không? Càng đông càng vui rồi đó. Chúng ta qua server canai. Số 10, Hoàng Lương. Hoàng Lương mất tim nhưng không còn tội phạm nữa, có thể hồi sinh trong tem nếu quay thêm một lần. Ông này FA mà hồi sinh ai giờ? Bị NTG bỏ đi rồi. Rồi quay thêm một lần nha. Số 16, hiến tế luôn. Bắt đầu mấy cái hành động hồi sinh nhau liên tục rồi đó. Nhưng mà có ai đâu. Ông này một mình. Tiếp theo Happy. Cặp đôi này nãy thấy ngon nghẻ lắm, giờ có khi chia tay đó.
lại tà phái nữa, tà phái nên được chiến thành 20. Giờ quay team có lớn hơn 10 không? Vậy lớn hơn 10 thì thêm team. Số 6 không được thêm team. Rất đáng buồn cho anh. Tiếp theo là Dotty ở gần một thanh niên tu tiên 19 nên bị tâm thần là phải rồi. Xuyên hai người sống gần nhất xuyên lên. Được chiến lớn hơn nạn nhân không? Được chiến nhỏ hơn tự mất tiêu. Được chiến bằng không, không lớn hơn nạn nhân ở trên luôn nên tự mất tiêu một phát nữa là chiến sinh luôn. Trời ơi, tu tiên ở gần anh điên tâm thần. Số 20 máu chiến, số 19 lại tiếp tục tâm thần. Ô này hôm nay ra hơi bị nhiều nha. Cái này được chiến bằng không rồi nên chắc ăn là mất hai tim đi, khỏi cần phải so đo nữa. Mặc dù hai ông này cũng không luôn, hai ông này đổi mộ sống dĩ có khi là win đó nha. Dogemo nè với Nobita nè, TNF Kiki số 9 rồi đến bom cảm tử. Hai tem sống gần nhất, hai tem sống gần nhất là tem này với tem này. Tất cả đều mất tim nếu FA sẽ hẹo luôn. Hai ông này đều là FA thì tất cả đều mất tim. Tội nghiệp hai thanh niên dầu gội đầu. Tiếp theo là chúng ta béo. Trời ơi, tự nhiên đến bơm. Nếu F3 sẽ hẹo luôn à. Số 15, 10 phút hạnh phúc. Đúng hướng và cùng mệnh sẽ thêm tim, thậm chí là hồi sinh luôn, nếu không thì sẽ mất tim. Hướng lên trên nhưng mà khác mệnh. Hướng lên trên khác mệnh. Rồi là thấy méo ổn rồi đó. Nếu không sẽ mất tim. Còn một tim nhưng mà vẫn sống. Rồi hết cái lượt quay nữa rồi đó hả? Lại coi những ai FA thì kích hoạt sự kiện này thôi. Thằng này hai tim mà lủi thủi. Bốn tim nè. Ba tim nè. Hai ông này thì vẫn cặp đôi. Rồi tiếp theo vòng quay mới. Thằng ngu con nghèo này. Này sống thọ quá chứ. 14 xếp nhân hàng loạt. Rồi rồi. Tìm tem gần nhất, tặng thêm tem, tem gần nhất là hai tem này, nhưng mà gặp tem chết thì sẽ chết luôn. Trời ơi, ái tử thi. Ái tử thi. Ái tử thi nè. Performance. Má tâm thần hai lượt đâu mà đi ái tử thi thì cũng đâu có trách được thằng này. Số 14, xét nhân hàng loạt tiếp nữa hả? Hai tem sống gần nhất. 1 2. Là hai tem này đâu rồi, bản thân lao lực mất tim, lực chiến về không nè, còn có một tim mà đi cuồng dâm như thế này thì một tim mà thêm cái bệnh cuồng dâm nữa. Hai tem sống gần nhất là hai tem này, mỗi tem sẽ thêm một tim. Ông này có mùi chiến thắng nữa đó nha, ông này có mùi nữa đó. Gian chặn với gian tế là đi. Số 5 càng khôn nghịch đảo bù trừ tim, bù trừ 7 tức là anh em một tim sẽ thành 6 tim á, còn anh em 6 tim sẽ thành một nha. Ngon vậy, lạm phát sắp win luôn nè. Được chiến bù trừ 20 là thành 20 luôn. Do tim ông này đang bằng 6 nên sẽ không được quay thêm lần nữa nha. Trời, một phát là đúng là càng khôn nghịch đảo thiệt. Từ một phát dưới đáy xã hội thì đi lên đây luôn, thì cũng thành lương thiện luôn đó, còn chỉ số đẹp nhất ngày hôm nay luôn đó. Nhưng mà chiến thắng hay không thì phải coi đã. Số 7 NTG ngồi xong luôn rồi. Người trong team nữa trở thành người thứ ba của team sống gần nhất. Còn cái team nào còn sống hay đâu, nhưng mà cũng phải bỏ đi thôi, mặc dù không còn team nào. Nobita với Dogemo chia tay nhau rồi. Bản thân mất tim lực chiến gì không? Trời ơi. Trời ơi. Bản thân mất tim còn có một tim bị NTG thì đột quỵ. Bây giờ còn 5 ngoé rồi nha.
5 ngoé này thì chúng ta sẽ kích hoạt cái sự kiện thứ nhất khi thấp hơn 6 người chơi mỗi lượt sẽ gom xí ngầu. Nếu như cái xí ngầu này nó nhỏ hơn 5 á thì tất cả những ai là tội phạm là cái ô đỏ này sẽ độc tử. Hiện tại chỉ còn 2 người lương thiện thôi, 3 người lương thiện thôi. Bây giờ quay xí ngầu nhỏ hơn 5 hay không? Số 7 không nhỏ hơn 5, không ai bị gì cả. Rồi chúng ta đến cái lượt quay của là Cyber Canai. Bắt đầu. Số 15. 10 phút hạnh phúc. Nếu đúng hướng vào trong tem, cái câu này là tem không có mình rồi đó. Nếu không sẽ mất tim thôi. Có mình thì hướng vào ai nữa bây giờ? Happy. Dotgy chết rồi thì Happy ra sao? 12 sát nhân hàng loạt luôn. Bản thân năng sức. Xuyên hai người sống gần nhất, ưu tiên theo hướng hai người ông này. Nạn nhân mất tim được chiến gì không nha. Rồi bây giờ chúng ta để kích hoạt cái sự kiện lần nữa. Đâu rồi? Đây, kích hoạt sự kiện này. Coi bây giờ xí ngầu nó nhỏ hơn 5 á, thì chết hết nha. Những ông tội phạm thì chết hết. Số 19 không nhỏ hơn rồi, bỏ qua. Tiếp theo đến lượt của là TNFKK. Còn hai team thôi. Lẹn quạng manh động đi luôn á. Tà phái rồi. Tu tiên tà phái lực chiến lên 20. Bây giờ quay xí ngầu có lớn hơn 10 hay không? 17, được thêm một team. Vẫn ngôi lên chút hơi tàn. Rồi anh béo của chúng ta thì sao? Số 8, yếu mệnh. Yếu mệnh thì vẫn không có tự chết đâu. Người trong tem nếu chết sẽ được hồi sinh. Thanh niên trong tem vẫn còn sống nhưng mà sẽ bị ám. Thanh niên này mệnh thủy, ám hai ông mệnh hỏa là hai ông này. Ông mất một tim. Ông này mệnh mới 7 tim, mới 6 tim mà giờ còn 3 tim mà. Thấy đời lên nhanh xuống chó lẹ không? Rồi đến béo Kaka, chúng ta lại kích hoạt cái sự kiện này lần nữa. Liệu chiến ngầu có lớn hơn 5 không? Nhỏ hơn. Là những ai tội phạm sẽ ra đi nè. Một ông tội phạm nè. Có mình ông này tội phạm vậy? Sao tự nhiên mấy ông này lương thiện phết đó chứ? Tội phạm sẽ độc tử. Rồi bây giờ lượt quay của béo nghe nha. Béo phẻo béo đẹp. Số 3 bắt cóc. Bắt một người sống gần nhất theo hướng. Lực chiến lớn hơn nạn nhân thì thêm tim. Ngược lại mất hai tim. Lực chiến không thì ông bay màu luôn vậy. Đang yên đang lành đi bắt cóc thanh niên Cyber Canai này. Thanh niên này cũng không nữa. Nhưng mà không với không bằng nhau. Bằng nhau tức là lực chiến của mình không lớn hơn. Lực chiến không lớn hơn thì nó nằm trong cái phần ngược lại. Là âm một tim luôn á. Bây giờ còn hai thanh niên này đấm nhau thôi. Hai thanh niên này đều FA nên mỗi người được thêm một tim. Rồi cuộc đấu tay đôi Nobita Cyber Canai. Dòng quay mới quốc. Số 20, bộ đôi cùng lùi. Cùng lương thiện thì sẽ thêm tim nha. Ông này FA có mình, nơi lương thiện thì sẽ thêm tim. Đến Cyber Canai đáp trả sao? Số 11, AI DSL. Rồi, coi như trao giải luôn cho Nobiku được rồi đó. Cô này không cần quay nữa. Đây. Số 0 thì không có khả năng nào để bươn chải rồi. Còn quay cái cho anh em mừng. Số 0 nhỏ hơn số 18 thì anh em cũng bay màu luôn. Chúc mừng Nobiku đã chiến thắng ngày hôm nay. Nobiku đâu? Đưa Kuga. Hôm nay cũng nhanh quá ha. Ông cá này còn nhanh hơn tôi 2 phút nữa nè. Rồi, ok. Tôi sẽ đi trao giải cho anh em. Rồi, tạm thời nghỉ ngày hôm nay. Có thời gian thì chơi tiếp con Fan World. Với một số con game đang nợ đép. Game này thì chắc ngày mai đưa đăng video. Trông cũng thú vị phết nữa nha. Tuy chưa có ra mắt, nhưng mà chơi nó cũng ổn. Đây, ngày mai nó sẽ ra mắt. Thì chắc thời điểm đó tôi đăng video luôn. Chơi cũng gần 3 tiếng hồ rồi.